vùng An Giang, Châu Đốc, nổi tiếng khắp miền Tây bởi là điểm đến có thể đáp ứng hầu như mọi thị hiếu du lịch. Thiên nhiên tươi đẹp, đền chùa linh thiêng, ẩm thực độc đáo, hấp dẫn. Mọi yếu tố thu hút khách du lịch đều tập trung nổi bật nơi đây. Sông núi hữu tình, sản vật phong phú là những từ ngữ để diễn tả sự trù phú của vùng đất này. Đặc biệt, nói về sản vật, có lẽ nguồn lợi thủy sản từ dòng sông Hậu mang đến cho vùng đất này là không thể kể xiết. Đó cũng là một trong những lý do mà nghề làm mắm cá nước ngọt ở An Giang phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng nhất cả nước. Sông Hậu mang đến bao nhiêu loại cá thì nơi đây có bấy nhiêu loại mắm, mà loại nào cũng thơm ngon hấp dẫn, có phong vị riêng vô cùng đặc sắc. Mắm cá nước ngọt xuất hiện trong ẩm thực Việt Nam từ rất lâu đời. Ngày nay, nó trở thành một nét văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị quê nhà. Vô số các món ăn được chế biến từ nó. Riêng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tương truyền rằng với sản lượng khổng lồ tôm cá từ con sông Mekong, ngư dân nơi đây đã tìm ra cách làm mắm để tích trữ nguồn lợi thủy sản này. Đặc biệt, với lợi thế đầu nguồn dòng sông Hậu, vùng An Giang đương nhiên trở thành khu vực đứng đầu về sản lượng tôm cá. Theo đó, nghề làm mắm nơi đây cũng phát triển mạnh mẽ nhất đồng bằng sông Cửu Long. Khắp vùng bảy núi, nơi đâu cũng làm mắm. Tuy nhiên, Châu Đốc là nổi trội nhất, bởi lẽ ngoài là nơi tập trung buôn bán tấp nập nhất tỉnh, thì tứ này còn nằm ngay vị trí đắc địa, ngã ba sông Hậu và kênh Vĩnh Tế. Ngày nay, khi đến với Châu Đốc, đâu đâu người ta cũng có thể mua cho mình những loại mắm cá hảo hạng. Tập trung và đông đúc nhất là chợ Châu Đốc, nơi được mệnh danh là kinh đô mắm của Việt Nam. Cũng như bất kỳ ngôi chợ nào, nơi đây bán đầy đủ mặt hàng. Tuy nhiên, đã trở thành sản vật cho nên mắm cá chính là mặt hàng nổi bật tiêu biểu nhất nơi đây. Nổi bật đầu tiên là hương vị của mắm. Có thể nói, chính những gian hàng mắm như thế này đã làm vang danh ngôi chợ tỉnh lẻ phương Nam này. Ngay từ khi bước vào khu chợ, mùi mắm đã dậy khắp nơi. Hàng chục loại mắm màu sắc rực rỡ trải dài khắp các gian hàng. Mắm Thái, mắm cá lóc, mắm lóc phi lê, mắm cá linh, mắm cá chốt, mắm cá chèn, mắm cá rô. Tất cả là từ nguồn cá địa phương, một phần được nuôi bè, một phần được đánh bắt tự nhiên. Mắm cá nơi đây đã trở thành thương hiệu, không chỉ của một cửa hàng, một gia đình, mà là cả một địa phương. Khi đã nhắc đến Châu Đốc, tất nhiên không thể bỏ qua miếu thờ Bà Chúa Núi Sam, được khách hành hương quen gọi là Chùa Bà Châu Đốc, nơi tập trung đông nhất khách du lịch, khách hành hương. Bởi thế, trên con đường dẫn vào miếu thờ, các gian hàng đặc sản mắm cũng tấp nập không kém ở chợ. Người mua càng nhiều thì mắm Châu Đốc càng nổi tiếng. Càng nổi tiếng lại càng phải giữ uy tín thương hiệu. Được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn tôm cá dồi dào. Chính vì thế, đặc sản mắm cá nước ngọt nơi đây được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, cái chính vẫn là cái tâm của những người làm nghề nơi đây. Mắm phải thơm ngon, màu sắc phải hấp dẫn,
nhưng yếu tố an toàn thực phẩm vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Mần cái đồ ăn thì mình mần cho kỹ, cho ngon là nó đạt chất lượng là mình bán hoài. Mình có tiếng mình bán hoài là nó giữ cái hương vị đó, là lúc nào mình bán cũng khá, chứ còn không có sợ mà cũng như là thất bại. Mắm là món ăn được ủ lên men từ nguyên liệu cá sống. Vì vậy, quá trình lên men rất dễ bị các loại côn trùng, hại khuẩn xâm phạm. Khám phá một số cơ sở làm mắm ở Châu Đốc mới thấy được hết sự tâm huyết của những người làm nghề nơi đây. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho đến khâu thành phẩm, tất cả đều được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Cá đem về cái mình rửa sạch, mình lựa cá tươi, rửa sạch cái cắt đầu muối xong rồi cái muối nổ tới một tuần lễ sau mình đem đi thính. Thì mình thính mình nổ trong vòng tới 3-4 tháng rồi. Có cái thì 6 tháng, có cái thì 3-4 tháng. Có cái ăn sống là phải 6 tháng. Còn mà cái mắm đinh, mắm kho thì 3-4 tháng. Và khi mắm ngon là lúc đó mình mới đem đi, mình trao đường, mình bán. Bí quyết thì đặc biệt là ở đây không có dùng màu. Toàn là đường không mà, nếu lên cái màu nào là hay màu đấy. Chứ cũng không có, để chất màu nào. Vẫn là phương thức ủ mắm truyền thống, nhưng những cơ sở sản xuất mắm Châu Đốc đều gọn gàng, sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Ai cũng hiểu rằng nếu chỉ một vài sai sót nhỏ sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thương hiệu mắm của họ, mà còn đến cả một ngành nghề truyền thống của địa phương. Một thương hiệu mấy trăm năm được cha ông gây dựng. Hồi lúc trước thì bà ngoại làm, lúc đó thì bà ngoại làm hồi năm 1930. Tới năm 1950 thì là bắt đầu bà mẹ làm. Lúc đó mới đi làm giấy tờ. Là rồi cái bà mẹ làm cho tới ngày hôm nay. Rồi bắt đầu mẹ lớn tuổi rồi thôi, tôi nối tiếp. Thì bây giờ thì mình truyền cho con gái của mình. Nhưng là cái đời sau mình chưa có biết làm sao. Tại vì cấp sau này mấy đứa nó đi học không à. Không ai chịu làm nghề mắm, nó nói nghề mắm là hôi. Thì hồi nào tới giờ tôi gắn bó với nghề. Thành ra mình làm á, thì theo riêng tôi á, thì tôi làm thì tôi cũng không thấy hôi gì. Tại vì sau khi xong rồi mình cũng rửa tay không có hôi. Và mình cũng cảm thấy yêu nghề, mình mới tiếp tục mình làm hoài. Cá sau khi được chế biến sạch sẽ, tùy theo loại mắm mà thời gian ngâm ủ khác nhau. Đối với các loại mắm cần phải qua nấu nướng trước khi ăn như mắm lóc, mắm cá rô, thời gian ủ từ 3 đến 4 tháng. Những loại mắm ăn sổi như mắm Thái thì thời gian ủ kéo dài từ 6 đến 7 tháng. Trong suốt quá trình ngâm ủ, người chủ lò mắm phải thường xuyên theo dõi các mẻ mắm. Nếu mắm cho màu vàng tươi là đạt, còn nếu ngả màu xanh xám là phải hủy bỏ. Theo chia sẻ, cả quá trình làm mắm phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ lò. Trước khi mắm được đem bán, sẽ được áo một lớp nước đường nhằm bảo quản và tạo màu sắc vàng óng ánh cho mắm. Điều đặc biệt, đây chính là đường thốt nốt, cũng là một trong những sản vật nổi tiếng của vùng đất An Giang Bảy Núi. Nổi tiếng nhất là mình bây giờ bán là cái mắm Thái đó. Mình mua về, mình phải gài nhận lợi, ủ trong vòng từ 3 tháng tới 6 tháng cho nó ngon. Đem ra mới là trao trộn cái đu đủ của mình đó. Mình muối cho mặn, rồi mình ép, mình mần cho kỹ cái đu đủ đó. Mình trao trộn vô mắm thì nó mới bảo quản được lâu, bởi vậy mình mới nổi tiếng. Còn như ở ngoài người ta mần, người ta mua về cái mắm chưa có thành phẩm, chưa có cũ, ta đem trao trộn bán thành ra mất tiếng. Cái của mình nó giữ cái bảo quản đó nổi tiếng là nhờ cái đó. Đi đến các chợ mắm vùng An Giang Châu Đốc,
có đến vài chục thương hiệu mắm nổi tiếng như Cô Tư Ấu, Bà Giáo Khỏe, Bà Giáo Thảo, Cô Giáo Thanh, vân vân. Tuy nhiên, tựu chung lại vẫn là thương hiệu mắm Châu Đốc, chứ danh và đậm đà như chính màu sắc và hương vị của nó. Đời này thì cực dữ lắm. Tôi năm nay 78 tuổi rồi, nhưng mà cũng phải ngồi được chợ đó, chứ không có ngồi ra chút xíu là người ta đi kiếm rồi. Kiếm phải đúng cái người người ta mới chịu mua. Dạ, tại sao mà không có ở nhà được, có con mà đều cũng phải ngồi đó. Ngày nay, mắm Châu Đốc thực sự chinh phục mọi giới. Từ giàu đến nghèo, từ bình dân đến trí thức, ai ai cũng biết ăn mắm. Mắm có ở mọi nơi, mọi nhà và trở thành món ăn dân gian mang hồn dân tộc, được xem là quốc hồn, quốc túy, món ăn hàng đầu luôn được nhắc đến trong văn hóa ẩm thực phương Nam. Bên cạnh đó, sự tồn tại và phát triển bền vững của nghề làm mắm cá ở Châu Đốc và sự xuất hiện của những ngôi chợ mắm ở vùng này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà quan trọng hơn, nó cộng hưởng làm giàu thêm bản sắc văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam.